Hôm nay đi Tôi chém ba thu que ra tôi nhập 20.000 đó. nói Ở cho mỗi bọn đất nước bên nói cho bọn ở bên hải ngoại biết một điều này này, tuy chúng mày có thể là thu nhập gọi là trung bình 50.000 một một năm đúng không, thế nhưng mà nói mức sống ổn định bình thường chúng mày phải có khoảng 40.000 một năm chúng mày mới đủ bình thường, còn những cái loại mà thu nhập 30.000 mấy 20.000 đấy là sống nghèo đói, mà cái loại đấy nhiều vô kể, chứ đừng có mà ngồi đó mà sủa về Việt Nam đấy. Tao nói rồi, cơm nhà thì cơm thì cơm chúng mày ăn, tiền thì chúng mày đút túi, đéo liên quan đến thằng chó nào cả mà chúng mày cứ phải sủa. Bọn tao 2.000 hay 1.000 hay 500 đấy là của bọn tao sống được là được. Cóc nhái gì chúng mày mà nhảy vào đây mà chúng mày mày khuyên lật đổ lên mà từ 2.000 đến 200.000 chắc tao lật đổ lâu rồi, nhưng mà lật đổ lên thì cũng đéo ai cho tiền. Không, cái loại chúng nó đây nếu mà nói mà gọi là thu nhập 20.000 một một năm đấy là gọi là sống nghèo khó, sống đéo dám ăn đéo dám tiêu. tao chả học lớp nào mày, tao đừng nói học lớp ba đừng nào, tao chả học lớp nào mà tao Đâu đủ, đâu đâu tao đủ đâu nói cho đứa tao đứa cha tao quay rồi. thằng nào đấy Thằng gì à, Ngọc Lan Nguyễn anh không biết là còn không, mà đó mình block nó rồi sao mà mình không 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 nhìn thấy cô comment của nó. Á chị chà, cái Ngọc loại mà Ngọc đã để là Lai Nguyễn á, Ngọc Lai Nguyễn á. à, cái thằng này là cái thằng mà mất dạy từ trước đến giờ, vào cái diễn đàn nào là chửi cái diễn đàn đó đấy, mà nó vào nó chỉ có chửi bới thôi, không làm được cái việc gì cả, không có bàn luận bất cứ gì. Cái loại này là loại ở trong nước không phải ở nước ngoài, cứ gì cái Thế thằng này ở hả? nước ngoài. Cái này thằng này là bị lốc lâu rồi, cái nói cho mọi người biết một điều này, ở bên nước ngoài kiếm một tháng 1.500 2.000 chẳng hạn thì nó phải chi ra một 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 cũng phải tương đương với 1.500 2.000 là tiền nào xăng xe rồi tiền đi lại tiền ăn ở. Tức ở Việt Nam ấy, tháng kiếm chỉ 4-5 triệu thôi nhưng người ta chỉ chi ra khoảng 3 triệu người ta vẫn dư 2 triệu, có nghĩa là gì, người ta có dư, người ta đi du lịch ở trong Việt Nam ví dụ chỉ 1 triệu 2 triệu là người ta đi du lịch mấy ngày, chứ còn ở bên nó đấy, muốn đi du lịch 1-2 ngày nó phải tính đến cả nghìn. Cho nên là đừng có lấy cái số tiền ra để mà so sánh, mà mình phải so sánh là cái mức thu nhập của mình so với lại cái thu nhập đấy nó có đủ sống hay không. Thực ra ở Mỹ nhiều thằng, thậm chí hôm trước anh mình đã nói ở diễn đàn ấy, gặp phải những thằng Việt kiều Úc ngồi live stream về mùa đông mà cái vẫn còn mặc cái áo khoác to đùng cái áo phao đấy, vì sao, vì không dám bật sưởi lên nên để cho nó ấm áp với nhà cho nên là mới mặc cái áo áo phao. Thu nhập của mày ở Việt Nam có thể được 2,5 đô trên 45 phút đấy, về mà nào không biết là ông tiểu phu này là phe nào đấy, không cẩn thận là Mà cho họ comment đi Luli nè, tùy theo mỗi đất nước họ họ thu nhập bên kia thì họ chi phí nó cao, còn Việt Nam mình chi phí thấp thì đâu có cũng nghĩa là vào lấy gì, mà thôi, ví dụ như ở Việt Nam mình cái đi luật nó thuê chưa một cái vậy. nhà đấy, đi thuê một cái nhà ví dụ 1 triệu đấy là có một cái nhà tương đối là gọi là đủ sống, ví dụ thuê một căn phòng 1 triệu, nhưng ở bên nó muốn thuê được một căn phòng như thế phải mất 1.000, thế thì có khác mẹ thì kiếm được nhiều nhưng bắt buộc phải chia nhiều thì cũng thế, có cái gì đâu. Nói chung là mọi người ở đây comment nó thằng Họ Trương Châu comment đó. nè, mình đúng nói đúng thôi, mỗi đất nước mỗi khác, bên Thì đó nó bởi chi vậy phí đấy, rất là nhiều. bây giờ chúng mày cứ bảo chúng mày kiếm 1.000 đô một tháng nhưng chúng mày ăn bát phở chúng mày mất mẹ nó 20 đô, trong khi người ta kiếm 1 triệu một tháng nhưng mà ăn bát phở chỉ có 10.000, nó rõ ràng là sự chênh lệch khác Mà nhau hoàn toàn. gặp cái bọn nó làm biếng nữa thì lấy đâu ra mà ngồi đây mà nói thu nhập. Gặp cái tụi bay ra với thằng bên Mỹ, tụi bay thì ăn trợ cấp, còn cái lũ ở đây thì làm biếng, nói cái chi cho nhiều, đầu óc bấy quá ngu thì đấy mà chịu như vậy mà Có thôi, nghĩa làm là chúng nó tưởng chúng nó vác tiền đô để chúng nó lòe mình, thế nhưng mà khốn nỗi tiền đô thì làm cái gì, chúng mày cũng chỉ có mức độ sống như thế thôi, chứ đừng lòe bọn tao ấy, lên Facebook lên Google lên YouTube chúng ta biết hết về cái cuộc sống chúng mày rồi, đừng nói ra cho thêm nhục nữa, chúng nó không biết tụi bé có sự làm so sánh biếng đồ nào cả. ngu rồi, rồi mà đi hỏi tiền về làm gì.
Bay có cái đầu bay mà hỏi vậy, một ngày hả bay Mình nói mà làm một ngày 200 ngàn, cái đầu bay ngu chết mẹ, thì bay ráng bay làm nhiêu đó thì bay hưởng nhiêu đó thôi, sức đâu có tiền lắm. má cái thằng Hương Đoàn này nói chuyện nãy giờ tao không thèm nói với mày, phở là phở phó môn hả, nói cho kỹ, người ta làm giò đấy, người ta dùng phó môn, nhưng nói học học còn không không biết để mà nói nữa, phở là phở phó môn. Con trâu này nó ngu lắm. Mẹ, người Việt Nam tao mà cứ ăn phở phô mai mới ăn cái gì mà vẫn sống đến 90, 100 tuổi thì thôi ăn cũng được, liên quan mẹ gì đâu. Chúng mày tưởng chúng mày hay lắm. Làm nhiều mới đóng thuế mà lồi lồi lồi, không phải nó lồi phu câu, mới ở bên Mỹ mới làm ha, đóng thuế lồi phu câu, còn mới ở Việt Nam mới là 200 ngàn mới đóng cái gì, à làm 200 ngàn mới đóng cái gì, cái đó là dạng mới ngu á, bây mà làm được như vậy. Và tối ngày mới đi làm cũng như ta đấy thì chiều thôi, Hôm qua gặp phải ông có Sơn cái Tây ông đầu bảo nữa thì mới rồi, làm ăn hơn. bọn bên Mỹ nó được huấn luyện đấy, bọn bên Mỹ huấn luyện là không được hỏi về thuế đấy, thế là chúng mày ở bên Mỹ là bị nhồi sọ chứ còn gì nữa. Ở Canada có 1 tháng 200 ngàn, 1 tháng 2.000 mà trả tiền ăn hết 1.000 rồi. Đó, thì còn dư ra 1.000, 1.000 trong đấy để làm gì? Để thuê nhà, mua xe, à, gọi là mua xăng xe. Đấy, còn chưa nói đến cái vấn đề là được tiêu hay không nữa cơ. Cho nên là nói bọn này nó cứ tưởng nó định cầm đồng đô la nó lòe thiên hạ. Không phải là tất cả đâu con ơi. tụi bay đừng có lè nữa, mày tưởng Việt Nam tao giờ không có, mày cứ lè hoài à. Nhiều khi mà mình thấy ở bên đấy đấy. Ở đâu cũng vậy, mày có cái đầu á thì mới mày làm giàu được, còn mày ở Mỹ mà cái mày không có cái đầu, mày vẫn ở homeless với thường, mày có cái đầu mày ở Việt Nam vẫn làm giàu. Tôi nói ở Bọn đây đâu cũng vậy, mày có cái nói cho Hà đầu. My biết nhá, bọn bên đấy đấy nó rất sợ ông chủ đấy, bọn chủ nó chửi nó như chó, nó vẫn cứ phải 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 nhịn. Vì sao biết không, nó mà bị sa thải, nó mà bị mất việc ấy là các công ty khác nó không có nhận, không nhận cái là chúng nó nào là bị kéo nhà kéo xe lại trở thành homeless dễ như chơi. Có nghĩa là Vốn gì, cái mới cuộc vô mình sống chưa của có gì, nó có gì sống ở nghe trong gì căn nhà của nó mà nó như kiểu là sống trong 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 gọi là cây tầm gửi đấy, mà chào người ta chặn đi lúc nào không biết. Chào Phạm Minh Chiến đây, như cái loại Trần Diệu My này nên là chỉ chửi thôi này, chửi là lưu ly ừ. là loại đấy là lốc lâu lắm rồi đấy. Mình block chúng nó nhiều quá, thành ra vào đây gặp phải cái bọn này nó comment mình không đọc được. Này, tao nói mày là thứ nhất là đu càng là chỉ có Việt Nam Cộng Hòa chúng mày đu càng thôi. Tao đéo bao giờ tao đu càng. Tao ngồi máy bay hãng ASEAN tao sang đây đàng hoàng nhá. Tao không có đu càng. Đấy, mà qua đây là tao thì mẹ đến rửa chén tao đéo phải rửa. À, Khánh Tao Hòa toàn ăn cơm quán là bọn nó phải tự bưng ra, tao tự rửa chén cho tụi tao. bay đủ càng chứ, tốt tốt với tụi tao bây giờ đủ càng gì, tụi tao giờ đi đi mua vé đi thẳng mặc nó gì đu chi cho nó mệt, bây giờ không có càng đâu mà đu. Bây giờ hả tụi bay là muốn chiến tranh một lần nữa, càng có mà đu đâu, tao gỡ càng rồi lấy càng đâu nữa đu, thấy chưa. Ok anh Kiều Phu, anh viết nó phải rõ ra nha, thông báo anh em là viết rõ ra, bây giờ đang đam hăng ấy, thỉnh thoảng là đạn nạc dáng chịu nha. Ô, tao hỏi mày, cái con chó Diệu My này, cái công việc của tao tao đi khắp thế giới được, mày hiểu chưa, không kiện cáo, chỉ có chúng mày đấy đi đâu cũng phải vác cái mã gọi là tị nạn cộng sản, nó Đúng rồi, khổ cũng thế phải đấy. đổi nước sữa. Còn tao tao chẳng cần phải nói tị nạn cộng sản, tao vẫn đi được sang nước ngoài. Sao chúng mày khổ thế hả? Chúng mày đi đâu chúng mày cũng phải vác tị nạn cộng sản, làm cái gì cũng phải vác cái này cái kia ra. Còn tao tao chẳng cần, tao đi làm. Người ta nhận tao sang làm, có phải sướng không? Đấy là gì? Đấy là sự tôn trọng. Còn chúng mày là xin xỏ. Cái con người của chúng mày đấy nó khổ như thế đó. Ngay kể cả cái tư cách người ta mời vào, ví dụ mày đơn giản này thôi, người ta mời mày vào nhà nó khác với mày xin vào ở nhờ người ta. Còn tao đây là người ta mời vào, người ta cấp làm visa cấp sang để cho tao tao sang. Thế còn với chúng mày đấy, chúng mày trốn sang trước, sau đó chúng mày xin xỏ cầu cạnh, như thế có nhục không? Nói cái chuyện nợ công hay nợ tư thì mình không nói ở đây làm gì.
người ta làm ăn thì người ta vay nợ hay gì người ta tự trả, nhà nước vay nhà nước trả, chả có liên quan đến người dân cả. Mà mày cái tụi này đất... cũng có tư cách để hỏi nợ công, nghe chưa? Tụi bay cũng có đủ tư cách để hỏi nợ công. Nói như này, nói như này, nhà nước vay nhà nước giả, còn nhà nước có lợi nhiều hay lợi ít thì chúng mày vẫn phải đóng thuế như thế. Nhà nước không nợ chúng mày vẫn phải đóng thuế. Em chào anh Trung Phan. Đúng không anh Khai Tâm? Ở Việt Nam như thằng chủ mà cà chớn nên nó đập cho vỡ mặt, nhưng mà ở Mỹ đấy nó nói gì là vẫn phải nghe nó như thế, thỉnh thoảng nó vẫn cứ gọi là fuck you nhưng mà vẫn cứ phải nhịn đấy. Bởi vì sao bây giờ mà nó đuổi cái là gì? Tại vì anh nói gì Đinh Văn Chiến cũng phải điều Việt Nam cho cả mình, đối với chúng nó, đối với chúng nó là ba que sợ lá, phản động, có loài một, có một loài phản động đối với em là không cùng với nó. Nếu có người cùng Việt Nam thì cũng phải là đi chống đạo, đi chống đối đất nước nha. Nếu nó cùng người Việt Nam, nó yêu thương Việt Nam thì nó cũng phải là đi phản động để vừa hàng ngày như vậy thì làm sao mà cùng Việt Nam với chơi tất cả những cái loài đó. Đối với Hà My không cần với cái loài đó, chống tới cùng với nó luôn. Tao hỏi với thằng Văn Nguyễn này, tao mới lại diễn giả đây, mới lại chủ diễn đàn là người khùng, thì tao hỏi chúng mày ấy, chúng mày vào đây để làm gì? Chúng mày nghe người khùng nói à? Hả? À? Cái thằng điên. Không phải đâu các bạn ơi, các bạn phải nói về cái nợ công ấy, đừng so sánh nợ công, nợ là nợ của đất nước. Nó chẳng liên quan chó đến người dân cả, dù cái đất nước tôi này làm gì đủ tư cách mà đi hỏi nợ công. Tôi phải làm gì đủ tư cách mà hỏi nợ công. Anh nói với Hà My này, không phải là tư cách hay không tư cách, mà vấn đề đấy là cái nợ công là nợ của nhà nước. Không có nợ thì người dân vẫn đóng cân đấy thuế, mà có nợ thì cũng vẫn đóng cân đấy thuế. Đấy là nhiệm vụ rồi, là trách nhiệm và nghĩa vụ rồi. Mình cũng đủ miễn tư cách hỏi... mà nó cũng đủ tư cách nữa mà hỏi nợ công. Và cách với đảng họ, đường lối học của họ. Đây chúng mình không có đủ tư cách để mà Hương, hỏi. Hương Golia Phạm ơi, tao hỏi mày trên thế giới này có bao nhiêu người làm cu ly? Không lẽ một mình tao làm cu ly cơ? Một mình tao làm cu ly thì tao mới không oai. Còn đây đầy thằng làm cu ly, mày cũng là cái làm cu ly. Cái bọn ba sọc chúng mày đa số là làm cu ly, có mấy ai được lên làm chủ? Có mấy ai được gọi như Hoàng Kiều? Hả? Chúng mày cũng đi rũa móng rũa leo bỏ mẹ lên. Thì tao không oai với chúng mày, chứ oai với ai? Giữ lựa, giữ diện đàn cho Hà My tí nha. Nói nha. Okay. Tao không oai với lại cái loại gọi là làm chủ như thằng Hoàng Kiều hay là một số người giàu có bên Mỹ. Nhưng chắc chắn đối với cái loại mà rỗ leo như cái loại mày đấy, tao vỗ ngực xưng tên suốt. Mày hiểu không? Cái thành phần như mày đấy là tao làm sao? Tao ra tao ngồi đấy, tao gõ đầu mày ầm ầm. Làm không tốt rồi tao đạp cho mặt đấy. Tưởng nhưng mà sung sướng. Tao vào đấy là mày mà cái loại như mày nó là phải gọi là trải ghế cho tao ngồi. Thì làm sao tao không oai? Con này không đủ tư cách để được bán cà phê lú. Bán cà phê lú nó người nó phải ngon, phải đẹp, phải mịn màng. Đây mẹ nhăn nheo như trâu già rồi. Nếu ai mà người ta thèm nhìn cái loại này còn uống cà phê không nổi. Nú làm sao nổi. Nói thật chứ nhiều ông mà muốn lú là đi vào trong đấy để muốn người ta muốn được lú một lúc. Người ta không muốn suy nghĩ nữa. Nhưng mà nhìn cái con này ấy, là làm sao người ta nghĩ đủ điều. Thì làm sao mà người ta uống nổi nữa. Người ta vào đấy làm gì nữa. Trời ơi. Hương Cô Lý Phạm ơi. Tao nói thật với mày nhá. Riêng tao sang Mỹ cái loại tân thái Ben Ni Trương không xuống rũa chân cho tao á. Tao đập cho vỡ mặt. Tao vào đấy tao ngồi tao bắt thằng tân thái phải xuống rũa neo cho tao đấy. Làm gì nổi tao. Mặc dù là có thể là tao đéo có tiền đấy, nhưng tao vào đấy tao bảo thằng tân thái phải ra rũa chân tao ấy, khéo mẹ vẫn còn màu vàng của ruộng lúa đấy, nhưng tao bắt thằng tân thái phải kỳ. Dám cãi tao không? Tao hỏi chúng mày dám cãi không? Đúng câu đó đúng. Ô, chúng mày tưởng chúng mày hay lắm à? Thứ nhất là cái nghề gội đầu, thứ hai là cái nghề rũa neo, là chẳng làm gì, làm cái việc gọi là thấp nhất thiên hạ rồi. Từ thằng vô gia cư nó vào nó vẫn dọa làm được. Thôi đi câm mồm. Tức quá rồi.
Nói đúng quá, tức quá rồi. Nước ngoại bên này đấy mà vẫn lên trên diễn đàn thì mua được con tôm hùm hay là con gọi là ốc vòi voi về ngồi khoe, ăn được con cá hồi ngồi khoe, livestream Facebook ầm ầm. Ngoài ông cái Bùi đấy Hiền ra còn đâu cái có mẹ gì gì đâu để mà khoe phải đâu. nói anh. À bạn, ông Bùi Hiền là đâu có mất mớ gì trong này phải nói. Ông Bùi Đấy Hiền là ông đã Bùi qua Hiền rồi. Còn nói ông trừ Việt Bùi Nam Hiền mình cái bây giờ, Bùi còn Hiền trừ gì Việt đấy Nam thì mình đâu có thay đổi xin gì lỗi đâu mà mọi nói về người ông nhá, Hiến. các ông ở nhà các ông làm bất cứ thứ gì chả nhẽ nhà nước cũng cứ phải lôi các ông lên nhà nước nói à. Ông Bùi Hiền ông tự nhiên ông nghiên cứu ra Trời cái bộ sách đấy thì ơi. kệ ông đó, cái vấn đề là nhà nước bao giờ nhà nước sử dụng cái bộ chữ đó thì chúng ta cũng nói. Thế còn bây giờ nhà Ông nước chưa sử chả dụng mà nói cái gì? nó chỉ là cái chuyện cá nhân, bạn thích mặc cái quần đùi hay bạn mặc cái quần xịt đấy là quyền của bạn. Chính xác mà. À Trung Nguyễn, Anh trả lời cái ông nào mà Trung Trung Nguyễn đó. ông này viết chưa rõ ý, nói cho bạn Trung Nguyễn một điều này, người ta vỗ ngực người ta vui được lúc nào người ta cứ vui, còn đến lúc nhục tính sau đấy. Còn có Ông những là kẻ cũng mà là nhục, người Việt Nam, có mày những biết kẻ mà chữ Việt nhục Nam, bốn mày cũng ba đang người Việt rồi đấy Nam, mà còn đéo biết kìa. mình cũng người Việt Nam, đừng nói chữ nhục cũng đó, mày đang viết chữ Việt Nam đó nha. Tụi bay có tối ngày có đem ra cái chữ người Việt Nam mà đem ra chữ nhục không vậy? Bay bay nói chữ nhục là bay từ bay xỉ nhục bản thân chúng bay đó. Thì mày thích làm công dân Mỹ thì mày sang Mỹ đi, quan trọng gì đâu ở Ừ, hương đoàn, ai ai bắt mày cấm ở mày Việt ước Nam mơ đâu? đâu, tao không cấm mày ước mơ à, không nên tự hào quá hay Tao gì không đúng binh không. hai, bọn mày là tự hào quá. Đương nhiên Việt Nam tao tao tự hào, còn mày không tự hào là kệ mẹ mày. Tao trả lời cho vậy được chưa? Mày không yêu Việt Nam là kệ mẹ mày, còn Việt Nam của tao tao vẫn tự hào thì sao? Cái chó mày chưa mắc mới gì mày comment qua đây. Mày không yêu Việt Nam là cái chó mày. Vậy thì mày cắt cái dòng máu trong người Việt Nam mày ra đi. Mày 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 cắt máu cái dòng máu của mày mày tuốt ra đi. Mày gắn nước máu mày mày vô trong người mày á. Còn mày cảm thấy mày không tự hào đấy là quyền của chúng mày, mà mày không tự hào thì mày muốn kiếm cái tự hào mày làm tốt hơn đi. Nhưng có lỗi chúng mày còn đéo có cái gì cơ, tao đã bảo rồi, chúng mày muốn chê cái đội bóng của Đảng Cộng sản Việt Nam, đội bóng của đất nước Việt Nam, chúng mày cứ ở bên Mỹ đấy, chúng mày lập một cái đội là Neo FC hay là Cắt Cỏ United chẳng hạn đấy, chúng mày cứ lập đi rồi chúng mày có cái để tự hào. Chứ còn bây giờ chúng mày có không có, chúng mày đi ghen ghét với cái sự tự hào của người khác, ta thấy chúng Tự mày hào vô của nó cùng là bán nước đó, tự hào của nó là bán nước á, phản lại đất nước mới tự hào đấy. Còn đất nước Việt ô Nam anh Sơn tao tao vẫn Tây. tự hào. Ê, anh Sơn Tây đã vào. Thì em bảo nó có ai cấm ước mơ của nó đâu, nó mơ thì nó cứ mơ, mà nó một khi con người nó đã mơ đấy thì làm sao mình phải thực hiện Tao cái là giấc người mơ Việt của Nam mình mà, thì mày người bằng Việt Nam thì mày kệ mày. Mày nói là mày 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 không tự hào. Mày không tự hào thì mày cắt cái máu của mày ra đi. Mày không tự hào đồ đá banh Việt Nam thì hoặc là mày không tự hào con người của mày là người Việt Nam. Nếu mày không tự hào thì mày cắt máu mày dắt ra đi, dắt hết ra đi. Mày đi lấy máu mày tiêm vào đi. Vậy là sống. Ok. Cũng đéo vì cái mơ ước của mày, chứ đéo ai người ta cho thực hiện cho mày cái mơ ước đó đâu. Còn mày cứ làm mơ xong là mày mong người khác thực hiện cho thì chỉ có cắt chết đói máu thôi con. Việt Nam ra khỏi người mày đi. Chuyện chuyển máu Mỹ vào Phật lên. Đúng của Hà My luôn á. Nói chung là với Đúng những thằng rồi. phản quốc ấy là không cần văn hóa, đừng có kiện cáo nhiều. Trung Nguyễn, mày không tự hào về đất nước là tao đã thấy mày có cái máu phản phản động rồi đấy. Một con người mà không có tự hào, không biết tự hào thì sẽ không bao giờ xây dựng niềm tự Mày hào. đứng nói tao, anh em tao đây là không cần phải có học chứ mày. Anh em tao đây không cần phải có học, không có học. Thấy chưa? Đối chúng mày tao không thể cần có học. Mày là người Việt Nam mà mày mong làm người Mỹ thì mày bảo mày không trách mẹ mày đi, bảo ngày xưa nó không phối giống với thằng Mỹ để cho mày thành người Không. Mỹ đi. Nó bây giờ mà Đúng mày lại còn rồi. Kiểu mẹ mày mày cứ đi lấy chê người trách Mỹ mày á. kêu cái đéo gì. Đi phối giống thằng Mỹ đẻ ra mày mất mày. Thì lúc Còn đấy mẹ là mày mày hồi thua xưa cục chắc Mỹ lấy Việt ngay, Nam đơn mày chịu giản vậy không? thôi. Có trách thì trách má mày đấy, trách nhau thì đất nước Việt Nam không thể biến mày thành người Mỹ được. I'm sorry. Oh, sorry.